là cái mộ quy giáp công vong là nó ảnh hưởng đến tính mạng, ảnh hưởng đến nhân linh. Đấy, không những là nói là cái mộ này mà nó ảnh hưởng như thế, còn ảnh hưởng đến cả tài vận, con cháu cũng ảnh hưởng. Vâng. Nghe chưa? Đề phạm quy giáp công vong. Nào phải xử lý lại thì Thì bây bây giờ giờ mình đi hết lại một hướng. bây giờ nay mai chuyển tập trung vào một chuyển hết về một hướng thôi. Qua. Cụ này, cái này cụ đời đời thứ ba, con cụ trưởng đời thứ này ba. phạm ôn hòa, từ cụ này xuống con cháu có người nào chết trẻ không? Cô cháu thì có đây, cháu của ông này, cháu của ông này Đấy, ôn hoàng bệnh dịch chết do ốm, đây là là em cũng có. đây là cháu ông này là được 6 tháng là thai lưu. Đó, có bệnh mà ôn hoàng bệnh dịch. Ông này có con cái gì không? Không, mất mất trẻ. Cũng Con chưa mấy trẻ. tuổi? Mấy tuổi đây? Em ông này. Ông này. Con ông này. Chậm lắm. Hai cái ngành này chậm lắm. Chậm. Con cháu rất chậm. Yếu. Yếu cả về sức khỏe, yếu cả mọi thứ. Yếu kém. Lời ăn tiếng nói cũng kém. Gọi nhà ta gọi là nép vế. Cụ thôi, lần này sửa sửa cho các cụ Vâng. nha. Đây là cháu bé bạn. Có nhiều người nào mà hay thấy nặng vai nặng gáy, hay có bệnh nặng vai nặng gáy không? Nặng thì Nhưng có mà em. cái nặng này không phải là do bệnh đâu nhé, Vâng. em đi khám không ra bệnh đâu, do cháu này nó quý nó về này đấy, cho lọc luôn này. Rồi, đây. Người nào có cái bệnh như vậy thì tôn tạo cho cháu nó này, cái hướng này để nguyên tất cả cái chỗ này, mỗi cái mộ này được, mộ này để nguyên đây, mời xem khí mạch rất tốt luôn. Nhưng mà cái này phải đào hết cho cháu nó các cái rễ cây rễ cối là ra Vậy. hết ra ngoài nhé, đào hết cái rễ cây này ra ngoài, đừng để cái rễ cây ở trong đây nhé, xong xây cao lên. Ông nào mà có cái bệnh đấy thì ra đây bỏ tiền ra mà sửa cho cháu bé này nhé. Cháu bé nó cho lộc mà nó vẫn chưa đi đầu thai, cháu cụ kia đúng không, cháu ông này, cháu đấy này. Vẫn chưa đi đầu thai, vẫn ở đây chắc là con của con của em. Con của em đúng không? Vâng. Bỏ tiền ra sửa cho nó đi. Vâng. Nha, nó vẫn theo, nó cho lọc mà. Cứ lúc nào thỉnh thoảng em thấy mỏi hết vai gáy đúng không? Đi khám không ra bệnh đúng không? Thì nó quý bố, nó neo trèo, nó ôm vai vai cổ. Có đâu? Thế mỗi ngôi mộ ở đây, mỗi ngôi mộ này được, ngôi mộ này để nguyên không được di chuyển. Nha, chỉ con này chỉ xây cao cho cháu này, cái này xây cao từ bây giờ phải ấn định cái mặt cốt này đi. Vâng. Nay mai tôn tạo cho các cụ trên. Xong dưới này nhá. Một là sẽ tôn bằng. Vâng. À, tôn nhất cái phương vị này nó vượt bạch hổ thì mình cứ cho nó bằng đi nha, bồi bằng lên cho bằng, xong em tính từ cái mặt nền này cho cháu lên chỉ cần xây 60 phân thôi. Vâng. Em vẫn cứ xây theo cái hình này cũng được nha. Thế còn cái khuôn viên ở trong này em để cho thầy hình chữ nhật là một chiều 66 một chiều mét. Vâng. Nha, cũng cho cháu nó cẩn thận xa tín hương vào đây nhé. Vâng. Cái ngôi mộ là để nguyên. Vâng. Để nguyên hướng em cứ để cho nó nguyên hướng này. Vâng. Và đưa cho cháu nó cái bia lên trên kia, cái bát hương lên trên kia nhé. Anh làm xong cái này là anh có tiền luôn đấy. Vâng. Nghe chưa? Ôi, cây to để máy đi chú ơi, làm gì hết cả.
máy lên quốc không? Cây cối đẹp này. Tại đây 1 mét. Mà đúng đâu. Không mình chỗ này. Nếu mà cái ống như đây đặt ở đây thì cái chỗ này các em xây cao lên để cho nó chắn, tạo thành cái bình phong chắn khí cho cái ngôi mộ này. Nha. Cái mộ, cái cổng mộ đấy mình phải làm cuốn vòm. Tọa độ có tọa độ theo cái hướng vừa thầy ghi cho em là 10 hướng chính 18 độ đấy, chính thẳng luôn vào cái lăng đúng không? Đúng rồi, đây này, lăng lên này. Thẳng luôn vào lăng. Đấy, đây này, thẳng cái lăng này đây, đây em hình dung em chia giữa chỗ này ra. Giữa cái đoạn này ra, tức là như này nhá. Em tính cân đối, đây là cái chỗ là thầy đặt cái na kinh kia là đúng rồi nhá. Bên đây là ông này, bên này là bà này, thì giữa cái lăng bọn em kéo thẳng lên là đường thần. Trên cái đường thần này không được làm mộ trên. Nha, chạy thẳng lên em chỗ cửa. Tránh vào đây, tức là từ cái phương vị đây này là cái đây nó là cái cung sao tốt rồi, nó từ đây đấy, mà nó đến ra đây nó khoảng 3 mét đấy, là cái cung này tốt. Nếu em chỗ cửa đây nó sẽ phạm ngôi mộ kia, nhưng nếu chúng ta giật vào đây, ví dụ trên này xuống đua ta giật vào khoảng mét, xong ta làm cái cổng ở đây, chỗ này ta xây cao lên thì nó là cái bình phong chắn khí cho cái cổng mộ. Thì em làm chỗ thắng cái đường thần này ra đây nha. Và là đường thần đạo. Ở như cái này cái cổng rồi ngay chỗ này mình có một cái bức không cần. Em biết cái bình phong hay của cái tăng môn nhân nó mục đích là chắn khí bên ngoài vào. Nhưng mà cái chỗ kia em đã xây rồi gì nữa. Em đã xây rồi thì nó làm gì có khí vào đây nữa. Đấy, cho nên là không cần phải xây trong nữa nha. Trường hợp là các em xây ốp cái như thế như kia nó sẽ tốt hơn là chúng ta làm những cái hoặc là cái đúc xi măng cũng được. Nhưng mà thầy khuyên em nếu đã dùng đá thì phải dùng hẳn cái loại đá xanh đá đẹp. Chứ đừng dùng đá vôi. Đá vôi nó ảnh hưởng đến mộ đấy. Đá vôi nhất rất nhanh mục xương. Đây đưa thầy vẽ cái còn cái thông cái ngày rồi, cái này nằm vào hướng bây giờ sẽ nập sang chính hướng quý. Là chính long mạch, là chính long. Cho nên là tất cả mọi người phải làm vào tháng 10. Tháng 8, tháng 9 đều không làm được. Nha. Còn ngày giờ thì thầy về thầy sẽ gửi cho. Nha, thầy sẽ gửi cho làm một ngày nào. Đấy, và lễ nghi sắm sửa những cái gì. Ai là người động thổ thì thầy sẽ gửi vào trong tin nhắn của em đúng không? Nha. Cái này xong xuôi là mình phải một là náng, hai là nát nền thì cũng được, mà không thì náng bê tông cho nó kín. Chỉ trừ lại mỗi cái phần mộ thôi. Còn náng hết bê tông, ví dụ nay mai mình còn con cháu mai sau nữa mình có thể cắt ô để đấy, nhưng đừng có đào, đừng có làm mộ chờ, mộ chờ nó phá vỡ lòng mạch đi, mà hay bị nhiễm tà khí tà bát. Nào ấy thì cắt xong cứ cụ nào đi đào cụ đấy nhé. Ngày mai tất cả của ông đưa kia đừng đưa lẫn lộn nhé. Nhà ta nói sống chung một nhà chết mỗi người một mả. Chứ đừng có trông kiểu ông bên đây bà bên đây cùng một chỗ là động đấy. Mà động là con cháu khốn khổ. Nha. Cho nên cái mộ này thế, những ngày nay mai di chuyển xong các anh cứ đào lên xem, ở dưới này đầy rễ cây, xong nay mai nhặt hết các rễ cây ra nhé. Đấy, trường hợp mà nắng thì chúng ta che cái bạt vào. Thực ra chỉ chuyển cái mộ mà đã sang cát rồi đấy, nó rất dễ. Nó không như là cái khi mà chúng ta mới sang cát. Đấy, cái này chúng ta chỉ cần che cái bạt vào là làm được thôi. Đấy, không cần phải làm đêm hôm. Nhá.